Chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với những mẫu thiết kế nhà đẹp của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại ABA. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu nhà lô phố với mặt tiền chiều rộng là 13m và chiều sâu là 10m, được chúng tôi thiết kế cho gia đình của anh Phạm Việt Cường ở Hưng Yên. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy một cái ngôi nhà lô phố 3 tầng theo phong cách hiện đại, được chúng tôi là thiết kế rất là đẹp dành cho gia chủ, và gia chủ đã rất là ưng ý khi mà nhìn thấy cái bản vẽ 3D của chúng tôi đưa cho gia chủ xem và thông phương án. Thì trước khi đi vào chi tiết cái ngôi nhà này thì các bạn cũng đừng quên những cái động tác cơ bản để giúp chúng tôi có thể là tăng cái lượng tương tác, là các bạn lên YouTube, các bạn gõ chữ ABA Home và các bạn hãy kích vào ABA và các bạn hãy nhấn subscribe và nhấn chuông bên cạnh để nhận được những cái mẫu nhà đẹp mà chúng tôi tư vấn thiết kế cũng như là thi công trọn gói, và những cái kinh nghiệm mà chúng tôi chia sẻ trong suốt quá trình thi công xây dựng một căn nhà, để làm sao các bạn khi xây dựng một căn nhà thì sẽ đảm bảo về mặt chi phí thẩm mỹ tối ưu nhất các bạn nhé. Ok, quay trở lại với cái ngôi biệt thự, ngôi nhà phố của gia đình anh Phạm Việt Cường. Thì các bạn có thể view qua những cái góc view khác nữa để các bạn nhìn thấy rõ hơn. Đây là những cái góc view để gia chủ chúng ta có thể nhìn thấy ngôi nhà của chúng ta trong tương lai. Ở đây ưu tiên không gian mở bao gồm là ánh sáng vào nhà và cũng như là không gian xanh cho ngôi nhà của gia đình anh. Thì chúng tôi đã bố trí đúng như những gì anh chị yêu cầu. Một cái góc view thoáng từ trên tầng 2 và một cái vườn treo baby lawn cũng như là các bồn hoa trên tầng mái của gia đình anh. Và ở đây để nói tiếp về cái phối cảnh của chúng ta, thì chúng ta sẽ cái mặt tiền của chúng ta sẽ sử dụng là ốp đá các bạn nhé. Ở đây thì chúng tôi đã tư vấn cho gia đình anh để ốp đá tạo nên một cái vẻ khỏe khoắn vững chắc cho ngôi nhà. Ngoài ra thì vì là nhà phố nên sẽ sử dụng cửa cuốn và sẽ sử dụng động cơ cuốn ở bên trong. Và bên trong này thì chúng ta sẽ sử dụng thêm cửa kính cường lực nữa các bạn nhé. Ok, tầng 2 của chúng ta thì sử dụng hệ kính cường lực 10 ly. Ngoài ra thì sẽ sử dụng các cái phim cách nhiệt để làm sao ánh nắng khi mà xuyên qua đây thì vẫn đảm bảo được là chúng ta trong ngôi nhà chúng ta sẽ thoáng mát. Để cái việc chống nắng của ngôi nhà thì chúng tôi sẽ áp dụng là kính cường lực 2 lớp kết hợp với phim cách nhiệt và kết hợp với hệ rèm, thì đảm bảo ngôi nhà của bạn sẽ là rất là mát. Ở ngoài mặt tiền này thì chúng tôi ốp những cái cái đá tự nhiên để tạo nên một cái vẻ rất riêng cho ngôi nhà của chúng ta. Còn ở cái mé này, dầm này thì chúng tôi sử dụng các hệ gỗ nhựa composite, thì để cho tạo ra những cái điểm nhấn riêng cho ngôi nhà của gia đình anh. Trên tầng mái của chúng ta thì sử dụng tất cả các hệ lam bê tông như thế này, và ngoài ra thì anh có thể để thoáng hoặc là lợp, thì để tạo ra cái độ không thông thoáng khí trên nhà này cho anh. Và ở trên này thì anh có thể là tổ chức các bữa tiệc đứng, tiệc ba cho gia đình, một cái không gian rất là thoáng ở trên tầng thượng này các bạn ạ. Mời các bạn ngắm lại phối cảnh. Và tiếp tục đi sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ vào trong cái công năng sử dụng của ngôi nhà gia đình anh. Đây, qua cái phần mềm thiết kế bằng Revit, công nghệ áp dụng công nghệ BIM vào trong thiết kế, thì chúng tôi sẽ dựng lên những cái mô hình nhà như thế này và quay review cho khách hàng thấy, để khách hàng biết được là bốn bên của ngôi nhà chúng ta sẽ như thế nào và bố trí ra sao, có ảnh hưởng đến hàng xóm, ảnh hưởng đến phong thủy, hay là bố trí đường cấp gió tươi trong nhà như thế nào các bạn nhé. Vâng, đi sâu vào từng tầng một thì ở đây thì sau này tương lai của gia đình anh thì sẽ sử dụng là để vừa là showroom bán hàng, vừa là một cái văn phòng giao dịch của công ty vận tải. Và vâng, tôi xin cũng giới thiệu qua, gia đình anh Cường cũng là một cái công ty vận tải ở Yên Mỹ, Hưng Yên.
vận chuyển các sử dụng nhận vận chuyển các cái hàng đi khắp đất nước Việt Nam. Thì anh chị nào có nhu cầu về vận tải ở Yên Mỹ Hưng Yên thì hãy liên hệ với tôi để tôi sẽ kết nối. Ok, đây là cái phối cảnh bên trong của gia đình anh. Thì gia đình anh ở đây thì dự kiến sẽ sau này sẽ dựng lên cái nhà 5 6 tầng, nên anh đã tính toán bước từ sang là anh sẽ làm một cái thang máy ở đây, và chúng tôi đã dựng lên cái mô hình thang máy để cho anh và gia đình cùng ngắm được, trong để mà định hướng tương lai sau này khi mà trong quá trình làm móng của chúng ta có thể làm luôn. Ở đây thì mặt bằng tầng 1 của chúng ta đây các bạn này. Một chiều của chúng ta là 13m05 là từ tim đến tim, và một chiều của chúng ta là 10m15 cũng từ tim đến tim. Tổng diện tích tầm khoảng là 130 mét vuông. Thế thì tiếp tục mời các bạn cùng lên tầng 2 để ngắm nhìn cái không gian sinh hoạt của gia đình anh sẽ tập trung chủ yếu vào trên tầng 2. Ở ngôi nhà này thì anh sẽ sống làm 3 thế hệ các bạn nhé. Ở trên tầng 2 thì sẽ có không gian như thế này. Ở đây thì sẽ có một cái phòng ngủ khép kín master ở đây, và một cái không gian sinh hoạt chung phòng phòng khách liên thông, phòng bếp rất là rộng rãi. Ngoài ra thì anh sẽ bố trí thêm hai phòng ngủ và một cái nhà tắm và nhà vệ sinh riêng cho gia đình. Đây, các bạn cùng xem cái diện tích bố trí tầng 2 của chúng ta đây các bạn nhé. Phòng ngủ của chúng ta đây. Ba phòng ngủ của chúng ta, khu vực cầu thang và thang máy đây, khu vực bếp và khu vực phòng khách của chúng ta là ở đây các bạn nhé. Ok, tiếp tục mời các bạn di chuyển lên tầng 3 của chúng ta để ngắm phần công năng phía trên. Tầng 3 thì sẽ có một phòng thờ rất là rộng rãi, và ngoài ra thì sẽ có một phòng kho ở đây. Thì phòng này thì có thể là gia đình anh vừa tập gym làm để kho, và ngoài ra sẽ có bố trí một cái sân chơi rất là rộng như thế này. Anh chia sẻ là vợ anh rất thích trồng hoa và hướng hướng đến thiên nhiên, nên đã làm một cái ban công rất là rộng để cho anh trồng hoa, cũng như là một cái vườn treo baby lawn ở phía trên để anh có thể là trồng các cái cây phong lan cũng như là nuôi chim ở đây. Và ngoài ra thì trong quá trình mà thiết kế thì gia đình anh đã cùng chúng tôi để xây dựng nên cái mô hình, sau này anh có thể là xây dựng lên 5 tầng, nên là phần kết cấu thì chúng tôi sẽ tính toán làm sao lên được 5 tầng. Và đây là cái phần bố trí phần mái phía trên các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ có một phòng thờ và một phòng kho và tập gym ở đây các bạn ạ. Ok, đây các bạn có thể ngắm lại cái ngôi nhà của anh qua cái phần những phần mềm thiết kế rất là chuyên dụng mà chúng tôi áp dụng vào trong quá trình mà chúng tôi thiết kế, cũng như là trong quá trình sau này chúng tôi sẽ quản lý cái thi công để làm sao cho gia đình anh có một cái ngôi nhà thật sự là đáng sống, và nó đúng với cái ý tưởng mong muốn thiết kế ban đầu của gia đình anh. Đối với phong cách làm việc của chúng tôi thì là thứ nhất là phục vụ đến bao giờ khách hàng cảm thấy hài lòng, và thứ hai nữa là luôn hỗ trợ khách hàng trong quá trình mà khách hàng thi công. Bởi vì chúng tôi ngoài cái việc chúng tôi là một đơn vị tư vấn thiết kế thì chúng tôi sẽ là còn là một cái đơn vị thi công trọn gói. Nếu có khách hàng nào có nhu cầu thì chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế gia đình thi công trọn gói cho gia đình, để gia đình có một cái ngôi nhà sản phẩm thật là ưng ý với những cái đội thợ chuyên nghiệp nhất các bạn nhé. Các bạn có thể theo dõi những quá trình phát triển của công ty chúng tôi bằng hai hình thức. Một, các bạn có thể là lên YouTube, các bạn gõ chữ Area Home như lúc nãy. Hai, các bạn vào trong Facebook. Facebook thì các bạn gõ chữ nội thất ABA, thì chúng tôi sẽ trong quá trình mà chúng tôi thi công và phát triển thì chúng tôi sẽ cập nhật trên fanpage của chúng tôi đây, thiết kế thi công biệt thự nội thất chung cư ABA đây, thì các bạn có thể là thấy rõ những bước phát triển cũng như là quá trình chúng tôi sẽ đặt một cái sản phẩm như thế nào. Ok, và ngoài ra nữa thì trong quá trình thiết kế thì chúng tôi luôn luôn có những nhóm thiết kế như thế này, và đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư của chúng tôi sẽ vào trong nhóm để tương tác, để tạo nên những sản phẩm để đem đến những sản phẩm ưng ý nhất cuối cùng của gia đình. Đây các bạn có thể thấy là gia đình đã rất là ưng ý khi mà những cái sản phẩm thiết kế của chúng tôi chốt đến phương án cuối cùng. Ok.
Đây, các bạn mời các bạn cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa những cái phối cảnh rất là đẹp, bắt mắt của gia đình anh. Một cái ngôi nhà phố hiện đại với mặt tiền là 13 m. Và đối với những cái nhà phố như thế này thì các bạn có thể áp dụng cho mặt tiền là từ 12 đến 18 mét các bạn nhé. Một kiểu rất là sang trọng, khí phái, và hướng đến cái không gian xanh cũng như ánh sáng tự nhiên vào trong nhà. Ok, mời các bạn cùng ngắm lại. Và các bạn đừng quên liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu tư vấn thiết kế thi công bằng cái số hotline ở phía dưới để luôn luôn nhận được sự tư vấn chuẩn xác nhất và tiến độ chất lượng luôn luôn đảm bảo cho khách hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những buổi chia sẻ sau.